Xin chào tất cả các bạn, mình là Trường đây. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của Quang Trường Vlog. Hôm nay mình sẽ làm video nấu chai chai với quả chuối nha mọi người nhá. Mình sẽ xào chai chai với quả chuối. Lồn gầm nhá. À, chết bậy quá, chết con này gọi chai chai. Đúng rồi, đây là con chai chai nha mọi người nhá. Đây đặc sản miền Bắc đây các bạn ạ. Đây. Miền nào có? Miền này là có anh. Nói phép thế, đổi thế ăn. Rồi. Con này mà nướng thôi rồi. Con này lạc, con này nướng đi em ơi. Một con lạc loài. Bác lên bác ơi. Bác lên này, nướng đi. Nay nướng với cái gì nhỉ? Anh em nó đã được ăn chai chai nướng bao giờ chưa? Chưa. Chưa à? Chưa đây làm luôn. Chai okay. Chai ăn một súp tôm hùm nhá. Đúng rồi. Ngọc. Ngọc này anh. Trời ơi. Ngọc đâu. Chai vào chai vào đây. Cứt nó được quá. Trời ơi, thịt béo trời. Thế tại nha, bọn mình đang bắt những cái vỏ chai chai. Bây giờ sẽ cho vỏ chai chai vào để vứt nha anh em nhá. Okay, okay. Không ăn được cái này nha anh em nhá. Ăn này chết đấy. Đấy. Bên lên nhá. Anh em mình sẽ làm món gì nhở? Chai chai xào chuối. À, chai chai xào chuối. Đấy. Bây giờ đầu bếp của tác của bộ môn khá bảnh nhí làm cái món này, làm cái gì đấy? À có cướp à? Ồ đây đây đang cướp nhá mọi người nhá, phải làm sạch cho nó sạch thực tế. Bây giờ tí mình sẽ cho một lần nước nữa nhá, rửa qua ngâm muối các kiểu. Rất là dư luyện. Anh làm thực tế với nhá anh nhá. Ừ, sạch này. Ok. Thì mọi người bảo là mình không bóp hết cái này thì nguy hiểm lắm. Cái gì? Cướp. Đúng rồi. Cướp. Anh Khang đang bóp cướp. Khang làm cướp. Đúng rồi. Khang làm cướp. Y quan luôn ngâm không? Đó, thái chuối đây. Thái chuối đây. Mẹ ăn anh chuối này không làm được việc à? Chuối đâu? Con ta mổ luôn nhá. Ô, xem có ngọc chạy đấy. Có lồi luôn kìa. Con này không có đâu. Biết đâu thì mẹ nó lòi ra thì sao? Có mỗi con chạy chạy ở bác Phạm mới có con chạy. Không có chuối, đang có chuối đâu. Ô, Huy bảo Huy mua chuối mà. Hỏi Huy sẽ chắc xem trong tủ ấy. Huy mua chuối hay sao mà? Không có đâu. Chuối đâu có chuối. Đồ bếp ấy, đùa không? Đây, những thanh niên đang ngồi chờ ăn đây. Giờ chín. Sao nhỉ? Đây. Giờ mình sẽ thái nhỏ cho nhá các bạn nhá. Cái này nấu cự nếp à? Cái này là hạt nếp rồi. Bốn hạt nếp là đấy. Cái này lấy được vợ rồi nhỉ? Lấy được vợ rồi đấy. Lấy được chứ. Cái xôi. Đéo có cái gì xôi đâu nhỉ? Vị xôi. Vợ tốt rồi. Có ai. Không biết là ai có lấy không. Cái vợ cắm cơm vợ xôi cái này luôn. Cái vị xôi của mình đâu hay nhỉ? Hả? Vị xôi mình đâu để ấy nhỉ? Vị xôi nào? Vị xôi của mình ngày xưa ấy để xôi ấy. Sẵn rồi. Ăn được. Sẵn đi mua ấy. Xôi cái gì ạ? Ăn được. Bóc chuối ra mày. Nhà ta nếu có sẵn thì làm sao ăn đây ăn. Bóc cái nào? Anh ơi, mẹ đi lên đi để nhảy ra giới tính nữ và người mẹ nó. Ai? Ai để? Em không thể bóc cảnh à? Bóc chuối chưa? Không thể bấm được. Nó chỉnh được. Dạ, em với cái gì? Yeah. Anh chứa đây tao bảo cái bóp. Anh tán mà. Bóp à? Xem đấy toàn xào rau răm đi. Rau răm ngon hơn càng không biết cái gì. Rau răm với hành khô ấy. Thôi xào chuối. Anh ơi xào chuối ngon hơn nhỉ. Xào chuối xào cái nào cũng được ngon. Xào chuối là không được. Ngon hết yên tâm. Cái gì? Quay làm gì? Quay vlog chơi cho anh em xem thôi. Chiến làm được việc không? Chưa, người anh em nhìn quá sạch sẽ.
Thịt mẹ là mấy phú đeo bong dày bố mày. Đây, chuối, đống chuối của mình sẽ làm đây. Mày đi từ đời nào, bong từ đời nào. Xuân Anh, bê thở hơn đây. Cho tí nước vào. Bê thở hơn đây. Cho tí nước vào. Cắt cái này đi. Cho tí nước vào, cho tí muối vào. Cho tí nước, cho tí muối vào chậu. Phải từ từ đấy bạn. Nhèm, kém quá nhở. Mới làm ăn thôi, không nghe ai được. Ăn đây mà cũng khó. Thế là mấy con trai của mình nhá. Đấy. Dư lào. Cào vỏ chuối lấy, không có dao thì lấy răng cào. Đấy, đây, đầu bếp đã hướng dẫn cho cái thằng đồ khóc kia. Mấy giờ like nhỉ? Mấy giờ like? Tao hẹn con kia nhỉ? 8 giờ nhá. 8 giờ. 8 giờ, 8 giờ, 8 giờ like. Dạ. Được chứ. Mai nghỉ mà, nước mai đâu? Phải đi học đâu. Cho nước vào chậu à? Sao này? Phải cho nước vào chậu chứ. Biết nhỏ rồi, cái hình mẹ luôn. Đây, hai bọn nó, đây nấu cực. Đấy, các bạn. Đây, bọn mình sẽ làm như thế này nhá. Thì thái nhỏ thôi nhá. Đây, bạn là giặt quần áo béo nào giặt. Đây là chiến bò nhá các bạn nhá. Chiến bò ngỏng các bạn, cho các bạn xem nào. Bớt sàn nhá. Đây. Cái thằng ngu này là gì? Tí của mình thôi nhỉ? Thằng lấy đâu vậy? Hả? Thằng lấy đâu vậy? Đấy, thay nhỏ như vậy đấy, đấy. Rất là chuyên. Đây, đây. Hôm nay ta mở ra chợ gắn keo đến dài mất 15 nghìn. Mẹ cày thằng. Dài kéo bong nữa. Được không, làm đi. Dạ biết. Đây, chúng ta tạo chuối nhé các bạn nhá. Rất là nguy hiểm. Bong ngay mà, nhưng mà cái dài này đeo cũng tạo được. Nhớ mồm nhá. Bắt đầu xào các bạn nhé. Đây, bọn mình cần chuẩn bị xào xào nhá anh em nhá. Chưa kịp hết rồi, chưa kịp rồi. Đấy. Rồi. Các bạn thấy chưa? Sôi rồi đấy. Đang anh em chung nhau rồi. Thái ra. Không, thái em để cả con luôn. Ăn nó phải ngập mồm. Anh tưởng làm cháo. Em đang nấu cháo nhưng mà bây giờ chuyển sang xào chuối nhưng mà để cả con ăn nó phải ngập mồm. Cắn nó phải ngập vào răng á. Đây giòn sập sập. Anh các ai bỏ thịt ra rồi à? Bỏ thịt đây rồi á. Đây đây đây. Đâu? Đây. Lộn. Thế tưởng chung. Nào sửa tay em đấy. Anh. Thì phải tay bẩn. Em đừng có đi đây rửa đấy. Rửa sân lai luôn á. Mày tay tay sờ lộn. Anh gọi là phết anh vừa sờ con trai trai xong ấy. Anh tưởng mày làm cháo mà. Cháo chai á? Anh em có thể thấy em mùi thơm nó bay lên chưa? Không được. Thấy chưa anh? Lắm. Đúng rồi. Muối không em kể? Muối không? Chai sẵn chuối thì mất mẹ gì? Thôi thì mẹ trên ý nuôi được cháo chai á? Nuôi cho mẹ không? Được. Ha, rửa bát nữa. Chưa. Cứ tưởng như cái ao của nhà đang chưa. Chưa rửa à? Ở dưới, dưới. Câu 3 rồi. Thế em đi rửa 3 tiếng đồng hồ được 3 con cá rô bi bằng 2 đồ ngón tay. Nghe rõ. Anh ơi, anh phát biểu vài lời đấy anh ơi. Ăn gạo nào? Muối vào chưa? Ăn gạo thằng Linh Bờm em định mạnh bóng thế nào? Ăn gạo em nhờ. Để cho muối vào. Cho muối vào. Cho muối vào thì mới ngon chứ. Cho muối vào nó chát. Đúng rồi. Ngâm với muối với hoặc là nước vôi. Đúng rồi. Tí chắt lè ra này. Bạn đổ cả cái dính muối. Muối ơi. Như là bạn bóc à. Chắt lè mà không ăn thôi. Cho ai trong chỗ nào đấy. Ai trong chỗ nào á. Để chỗ bác rồi. Chỗ bác thế. Chỗ bác mày mày. Chai mày phải tao đi. Mày phải tao đi. Tô vào thì mày phải bước. Có tô thức xong. Đây là Khang Khờ Khạo. Idol. Idol. Quay thẳng cái đầu moi lên. Đừng quay đầu moi. Anh có một quả đầu rất là moi. Tóc anh thì có thể quét nhà hai lần. Điều vừa. Tuy anh không được như bao người khác nhưng anh vẫn chấp nhận đi lên từ số phận. Ok em ơi. Đây là thằng Đao của xóm. Anh sinh ra và lớn lên tại quê hương Văn Khúc. Sinh ra trong một gia đình nhà nho nhưng anh rất là ngu. Thôi đánh giá thôi. Sở thích của anh là múa đao nhưng không múa kiếm. Câu phát biểu ghê quá. Có anh những cái câu quá nguy hiểm. Đã chuyển sang anh quê hương đến từ Thanh Thủy.
Đâm lại đi Linh ơi. Anh quả đầu môi rất là điển trai ấy. Tuy anh hơi nì thôi nhưng mà bảo anh vẫn cười. Anh một phát anh thì bây giờ mình sẽ cho những cái quả chuối bọn mình thái ra cho vào chảo nhá. Hơi nhiều chuối tí không sao, tí nó dẹp thôi mà anh, tí nó dẹp xuống cho lại. Thôi thì cái nào bị ảnh nó không xem lên tính ngoài đâu. Anh Đảo đảo luyện những cái món ăn rất là chuyên nghiệp. Anh Đảo không thấy Nga ấy đâu, chai đâu mà anh toàn thấy chuối. Con thấy chuối không là chai đâu. Thái hả? Giờ anh tiếp tục lại cho mỡ vào. Nhưng mà đổ dầu rán đi vào lòng người. Thái nhỏ đây là. Thái nhỏ đây băng mỡ kê rửa này. Nhờ nhớ nhờ. Quá là ảo diệu. Vừa anh lại đào. Đúng rồi. Áo này áo gì nhé? Trước áo gì nhé? Áo răng gì? Áo này là áo. Anh là gọi là nghệ nhân của hậu duệ mặt trời. Đấy. Hậu duệ của mặt trời luôn. Tóc thì nớt phớt mấy sợi đây này. Sợi ra sợi vào chả biết được nào một lần anh em ạ. Chuyên nghiệp rồi. Đấy. Những cái pha đảo cũng là chỉ có đầu bếp với đảo rồi. Đúng rồi, chỉ vào đầu bếp rồi. Anh em nhìn kỹ chưa? Chuối chưa chín. Đúng rồi, chuối chưa chín. Đấy. Anh em chờ đợi một lúc nữa nhá. Các đéo thì mình chành bạn cơm á. Bây giờ đã chín rồi, mời các bạn ăn cơm nhá. Ăn cơm bọn mình nhá. Đấy. Thịt. Làm miếng cho ta. Làm miếng nào. Đấy. Đây nào. Vào phết đấy. Thiếu ớt. Thiếu ớt mà đây. Ăn như kiểu cơm à. Ăn như kiểu gói gói cay của em ăn. Mời tất cả anh em ăn cùng bánh nhá. Đây có thiếu ớt vào ngon thịt trâu à. Anh mình ăn cái đéo thì cắn nhỉ. Đấy, các bạn thấy chưa? Chết chưa? Chết chưa? Ôi dồi ôi, quá chân luôn. Nấu ra mì tôm không này, cho ít này. Ngon lắm các bạn ạ. Mì tôm còn chưa. Ăn chuối. Đấy. Món của mình chỉ như vậy thôi. Ai ăn rồi thì chắc biết cái mùi vị như thế nào rồi. Ai chưa ăn thì làm đi nhá. Tha chào đấy. Rồi mình xin dừng clip tại đây nhá. Chào tất cả anh em theo dõi từ đầu tiên nhá.